Alo, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với kênh MVP Game. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi Yukidori Tuyết Đồng Tử với dạng thức thần thuộc loại sát thương S, nhanh nhẹn A, khống chế B, sinh tồn B và búp thuộc loại C. Vị trí Samurai và độ khó của nó là độ khó vừa phải, cũng không phải khó quá. Thì đây là vị thức thần rất là khỏe và được bên Trung Quốc và các danh cao thủ người ta đi top rất là nhiều. Tại vì sao? Với khả năng đánh theo phần trăm máu và khả năng băng pha khống chế rất là khó chịu của Tuyết Đồng Tử, top đối phương càng nhiều châu, càng khống chế nhiều thì càng tốt, vừa nó có vừa hóa giải nữa, rất là tốt. Thì đây là bảng ngọc cho Tuyết Đồng Tử đi đường top, thì viên tăng tốc độ đánh để chúng ta kích hoạt nội tại nhanh nhất nhá. Tiếp theo là viên ở trên thì khi mà máu đối phương dưới 30% sẽ tăng 4% sát thương. Viên ở giữa là khi chúng ta đánh tay 4 đòn đánh thì đòn đánh tiếp theo sẽ gây theo phần trăm máu và tạo cho chúng ta một lớp giáp đấy, mình vừa kích hoạt một lớp giáp đấy. Thì viên màu xanh ở bên tay trái thì là khi mà chúng ta một thời gian chúng ta đánh quái rừng hoặc là đối phương ấy thì chúng ta sẽ được hồi máu, lính cũng được. Hai viên máu để giúp cho con này nó trâu chó hơn nhá, mới level 3 nhưng mà 1600 máu rồi. Tiếp theo là viên vũ nữ thì là giảm thời gian hồi chiêu của tốc biến và hồi thiêu đốt anh em ạ, cực kỳ là trâu, cực kỳ khỏe luôn. Đối phương thì có ma cà tưng nhưng mà thật sự thì không sợ ma cà tưng luôn, mình sẽ xét đồ mình lên cái đồ giảm kháng phép này. Tiếp theo là mình kháng phép nữa, ma cà tưng không bao giờ có cửa luôn, ma cà tưng trâu nhưng mà mình đánh theo phần trăm máu, mình cứ lên tanh thôi, vừa có chống chịu vừa đánh theo phần trăm máu, không con nào chịu được anh em ạ, cực kỳ khỏe luôn đấy. Thì vị thức thần Tuyết Boy hay còn gọi là Tuyết Đồng Tử thì là theo truyền thuyết của vị thức thần này thì là một thức thần bé nhỏ được sinh ra trong tuyết. Rồi thanh niên Kyoshiani này tí nữa mình sẽ làm thịt luôn, được sinh ra trong tuyết và thường xuất hiện vào những cơn bão tuyết và thỉnh thoảng vẽ vào nhà người dân đấy. Rồi chiến công đầu cho mình rồi anh em ạ, với định mệnh là phải tan biến vào mùa xuân nhưng mà có nhờ có pháp thuật của Tam Monomae thì cử vĩ hồ Tamamono ngọc đảo tiền ấy thì bé này thì mùa hè cũng xuất hiện được đấy. Đây là truyền thuyết của bé này Kyoshiani. Đây là bảng ngọc vừa rồi nhá, thì trang bị cho vị thức thần này, cho em bé này ấy thì cái dòng đầu tiên thì bên đại thần Trung Quốc rất là lên rất là nhiều và nó cũng rất là khỏe, nên theo kiểu này thì nó đẩy đường cũng rất là tốt và khả năng combo solo nó cũng bá cháy luôn, không có vấn đề gì phải ngại, nó đánh theo phần trăm máu và đẩy đường rất cực kỳ nhanh đấy. Thì kiểu ui rồi tốc biến luôn hồi một cục máu luôn anh em ạ, không phải lo luôn. Thì kiểu ở dưới thì mình đánh theo kiểu như là đẩy đường và solo luôn anh em ạ, đấy mình theo kiểu kia, kiểu trên anh em có thể tua lại xem kiểu của bên Trung Quốc nhá. Đấy thì nếu mà đi top thì chúng ta cứ đánh theo phần trăm máu thôi, dã cho đối phương phải sợ luôn. Thì cái trang bị đầu tiên chúng ta sẽ lên chống tì xa. Chống tì xa thì cộng 600 máu này, 100% hồi máu và 95 giáp và đốt thiêu đốt đối phương xung quanh. Nhưng mà trận này thì mình tùy từng trận thôi, mình xét thì mình trận này mình lại xét cái đồ tam đồ thiên quan thì nó cộng 525 máu này, 110 kháng phép, 10% giảm hồi và đánh thường thì nó sẽ dồn xuyên phép. Đấy con này thì nội tại nó có xuyên phép nữa anh em ạ. Rồi đấy sau đó thì mình lên cái trống sau, chả cần vội anh em ơi. Đấy nhưng mà lên cái trống thì mình theo phong cách của mình là mình phong cách đẩy đường nhanh anh em ạ, mỗi người một phong cách, mình thì mình là phong cách đẩy đường nhanh. Ý trời, ôi rồi đánh theo phần trăm máu này làm gì, phải tốc biến ngay. Tí nữa mình có hồi chiêu 2 ấy, thì mình sẽ quật cho thanh niên kia, không về là chắc chắn chết. Có về không, lên này đâm vào chết luôn. Rồi ôi rồi ok. Đấy combo con này thì anh em có thể là dùng chiêu 2 kìa, lướt lên này, sau có khi có nội tại thì chúng ta đâm vào, khi đâm vào thì chúng ta bị quẹt nhá. Đấy chú ý chứ không phải là anh em là cứ quẹt bừa đâu. Đấy nếu mà truy đuổi ấy, thì là nên mình nhắc lại nhá, lướt chiêu 2 lên sau đó thì đâm nội tại vào thẳng vào, sau đó thì quẹt sau đó thì đánh kích hoạt được nội tại sau đánh thường. Đấy sau đó thì lại chiêu cuối. Rồi ôi trời ơi Yasha cũng hết gần hết máu kìa, lùi thôi. Ui rồi Yasha đây rồi hello Yasha, tốc biến tỉnh đấy làm gì. Ui rồi không dám ấy,
hai đánh một không chuột cũng khỏe anh em ạ. Nhưng mà con bùa ngon quá, con bùa này không thể nào mà không thể nào đây rồi, không thể nào mà từ bỏ được anh em ơi. Một phát nữa rồi, ui giời ơi, ma nó vẫn còn ở lại à, mày vẫn còn ở lại à, này vẫn còn hổ báo này. 3-0 rồi anh em ơi. Ôi thanh niên nào lại AFK rồi, giời ơi, đang sung lại AFK thế đi. Nào đi theo bốn đại ca nào. Mình AFK thì mình thường lôi chúng nó theo một là đằng nào cũng thua rồi, lôi nó theo những mày lại thắng được thì sao. Và biến về lấy máu đã. Đấy thì trang bị như kia thì chống Sabi này, sắp tiếp theo thì trận này nhiều khống chế thì mình sẽ lên giày giảm thời khống chế một chút. Tiếp theo là cái găng tay trói hồn. Đấy, cộng giáp này, cộng máu này, giảm 20% thời gian hồi và đánh khi đánh đối phương thì gây thêm sát thương. Nội tại đánh thêm sát thương và làm cho đối phương bị làm chậm. Đấy. Thì cái trang bị mà rất ít người lên nhưng mà nó lại cực kỳ khỏe đó là cái vũ khí nhá. Đây là cái vũ khí bánh xe âm dương, cộng 35 tấn công, 800 máu, 100% hồi máu và cứ cách 2 giây thì đòn đánh đường tiếp theo sẽ gây ra 2,5 máu tối đa điểm sát thương vật lý cho đối phương xung quanh. Đẩy đường cực kỳ nhanh luôn và máu nó cực kỳ nhiều luôn nha, không hề yếu luôn. Thì tuyết đồng tử cộng với nội tại thì nó một phát nó đâm thì ui ôi thấm đến tận rốn luôn anh em ạ, đau lắm. Đấy thì cái đồ cuối cùng thì tùy từng trận mà lên. Thì trận này mình thì lên khác một chút, mình lên cánh thủ thiên. Nhưng mà trận nếu mà bình thường thì mình sẽ xét là cái bành hầu giáp cộng máu này. Và khi mà đánh ấy thì chúng ta sẽ làm cho đối phương bị giảm tốc chạy xung quanh. Ui ôi, ôi nó đốt theo phần trăm máu này. Ui ôi, may mà vẫn chạy được. Rồi, đập trụ thôi, trụ còn ít máu, đập trụ thôi. Ok, Yasha đâu nhỉ? Không thấy Yasha thì biến về cho chắc. Nó ra nó ulti một phát thì à, nó được giữa rồi. Thôi, biến về thì biến về thôi. Đấy thì Tuyết Boy này thì anh em cứ cộng mắc vào nội tại. Sau đó thì chiều 2, chiều 3 theo level và chiều cuối. Thế thôi, đơn giản thôi. Mắc nội tại nha, càng nội tại nhiều thì đánh nó càng đau và đánh theo phần trăm máu, 12% máu nếu chúng ta mắc cơ. Đây mình nói nhắc lại chiêu thức của nội tại ẩn của nó này là đao tuyết có một vòng này này, khi mà chúng ta đòn đánh tiếp theo chúng ta sẽ lao về đối phương gây thêm sát thương nhiều hơn. Cộng với cái vũ khí thì nó nổ cực kỳ ghê luôn. Tiếp theo là trên màn xương thì đòn đánh chồng 4 lần thì sẽ tạo ra một lớp băng và khi chúng ta có lớp băng kinh hoạt thì chúng ta lao đánh về đối phương đánh thì đánh theo phần trăm máu nha. Rồi, nội tại rất là kinh khủng luôn. Cá chê lên bảng. Cá chê. Tiếp theo là chiêu thứ hai là đạp tuyết phá băng thì phi đao về phía trước vào lượt thứ hai thì quẹt băng và kích hoạt nội tại và nó là như thế. Tiếp theo là chiêu thứ ba thì là hồi máu và khóa giải khống chế. Chiêu cuối thì lung linh tuyết hoa chạm lao về phía trước và chém đối phương 3 lần làm cho đối phương bị đóng băng. Đấy, đấy là nói về cái chiêu thức của con này như này rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần danh ma một chút thôi. Mình hầu như mình đi top thì mình vào đường rừng mình cướp anh em ạ. Và chú ý nha, anh em đừng có bỏ đường. Làm gì làm thì anh em chơi top mặc dù dưới kia đánh nhau. Kệ đánh nhau đã. Đẩy đường cho đối phương thoạt, đối thương sẽ bị áp lực. Một là phải biến về, hai là đánh nhau tiếp. Đấy, thì nếu mà đánh với team M2 thì biết nhìn bản đồ đấy. Mình đẩy một đợt lính lên để trụ đối phương bị mất máu và chắc chắn đối phương phải bị áp lực về thủ này, bé sóc này ra đây này. Rồi chọc nội tại này, đây này, bây giờ mình bị quạt này, quạt này. Rồi các bạn thấy không, đóng băng liên tục tục liên sùng sục luôn. Rồi bây giờ ra đây ăn quái rừng đối phương rất là khó chịu luôn. Úi trời, úi rồi liên tục luôn. Úi rồi nội tại 800 máu này, ai chơi quái rừng mất 800 máu với cái nội tại còn tuyệt boy này. Các bạn cứ lên tanh thôi, không cần phải lên sát thương làm gì. Lên tanh là có sát thương rồi. Farm hết quái rừng luôn này. Mình farm luôn này. Phát đâm của nó đau cực luôn. Các bạn chú ý nha, đừng để nó mất nội tại chồng. 800 máu nội tại. Các bạn gồng 12% máu của quái rừng. Cực kỳ là ghê luôn. Đâm một phát này. Cứ ôm đường giữa cho mình. Các bạn chả phải làm gì phải cho đối phương phải theo đà của mình chứ. Bây giờ mình lại phải theo đà đối phương à, đúng không? Mình đã chơi tốt là mình phải cho đối phương phải ra tốt phòng thủ để cho đường khác có lợi thế. Trời, sóc, sóc nhẹm chán chê, đê mê luôn. Thôi, ui trời ơi. Nó hai đứa, các bạn ạ, đây mình nhận anh con top này này. Đánh theo phần trăm nó mới đã này. Ui trời, 590 máu, đánh theo phần trăm máu. Cực kỳ là ghê luôn, đây đội bé sóc đây.
đi top thì các bạn phải có lợi thế, các bạn phải đẩy đường và đi farm quái rừng. Là thằng top biết là thằng có lợi thế, thằng top bị đè rất là nhiều luôn, thằng top trước bị đè rất là nhiều, thằng top là đi thằng top phải là phải thằng danh ma và phải lúc nào level cũng phải trên AD và rừng. Tại vì sao thằng top là cái thằng mà farm một mình này, mà thằng đường bot ấy thì là cái thằng mà hai đứa cùng farm thì chắc chắn thằng bot không thể nào mà bằng được thằng top được, đúng không? Đây đây rồi, bé sóc này. Băng trụ tí thôi, ai làm gì, chẳng ai dại gì mà băng trụ cả. Ôi giời, level 16 lên này nào, chúng mày ra đây. Ôi ôi, mô vi gì này, ôi giời, giết được một đứa rồi, giết được bé sóc chạy. 604 rồi, đừng để cái mạng này nó chết phí. Ôi mô vi gì còn chít máu này, ôi đéo còn tốc biến nữa, không thì lên giết được nó. Mày, mày này, mày này ra đây lá lá uốn uốn này, lãi quá, sướng quá, phê quá. Dừng đối phương thì lần này bị mình cướp hết thọt rồi. Yasa thì đối phương vô vị rồi, không còn gì để bàn nữa. Khỏe lắm anh em ạ. Đánh từ đánh giờ có biến về mấy đâu. Đánh này ép đối phương này, chẳng bao giờ thua được. Đấy, cứ theo bài sách giáo khoa được. Còn nếu mà lúc nào mà các bạn thua ấy thì là do team mình không gánh được thôi, chứ đừng đổ lỗi cho mình. Tại vì chơi chết boy nên kiểu này là cố gắng hết sức rồi. Rồi bây giờ hồi 600 máu này. Đấy, combo của anh em nếu mà farm quái rừng ấy, đi về phía trước này, quạt này, lấy cái nội tại này. Sau đó thì đánh thường để lấy cái nội tại nữa, là chúng ta được hai cái nội tại đánh 24% máu rồi. Đấy, rất là đau luôn. Rồi, farm rừng không, mình bất ngờ đấy. Mình chơi con chết boy này mình cực kỳ là bất ngờ luôn, không ngờ mình lên tanh thôi mà nó lại trâu như thế đâu. La vào này, 800 máu này. Lên tanh cứ như là lên sát thương ấy. Các bạn không cần lên sát thương đâu. Mình nói thật, nó là samurai nhưng mà nó lại đánh theo phần trăm máu. Những con tanh rất là sợ nó luôn, cực kỳ là sợ luôn. Trận này đối phương có Momiji này và rất nhiều tanh ấy, thì mình sẽ lên đánh theo hai đồ, hai món, gọi là hai món phép anh em ạ, cho cái con Kyoshiani nó sợ luôn. Và cái trang bị thứ 5 cũng như là đồ xuyên luôn. Rồi con cá chê trâu. Bố bị gì? Yasa này, lộn ngay, lộn lông ngay. Đây rồi, úi rồi, nội tại không thì chạy đừng trời. Ép trò. Sợ luôn. Úi rồi, chiều quế của Momiji nó không là gì luôn. Quá là nhẹ nhàng luôn. 706 rồi, khỏe lắm anh em ạ. Đấy, đánh cho đối phương thì không có thời gian để thở luôn. Được, con này mình đánh giá anh em nên luyện để đi danh các kiểu nhá. Nó không phải thuộc lại yếu, nó thuộc lại gánh được team. Và nó có khống chế, nó rất là sợ cho cái bản RPG gì đấy. Thì con này nó thuộc lại sợ đấy. Ui ơi, ôi, một thanh niên lên bảng tiếp, hai thanh niên lên bảng tiếp. Thiên hạ vô song, đây rồi, Kyoshiki đây, double kill cho thanh niên bạch kia. Rồi, video về thuyết boy đi top của mình đến đây là kết thúc anh em, có thể tham khảo vào ngọc và trang bị nha. Mình cũng không chơi giỏi đâu nhưng mà thật sự con này nó mạnh, thật đấy, thật sự là mạnh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.